Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 7148890777. TNT Cabinet Toy Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 7148941177. Toyota Let's Go Places. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Vâng quý vị vẫn giữ làn sóng lên lô Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lễ an táng cho Terry Nichols Bão băng lớn đang đóng băng thắt và miền Nam Hoa Kỳ hôm nay. FBI lục soát ngôi nhà bên bờ biển của Tổng thống Biden. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Gia đình của Terry Nichols đã đưa nạn nhân trong vụ cảnh sát tấn công đến nơi an nghỉ vào trưa nay. Ba tuần sau khi anh chết sau một vụ đánh đập giả mang của cảnh sát Memphis đã được ghi lại trên một đoạn video đáng lo ngại, đã thúc đẩy các cuộc biểu tình trên toàn quốc và tiếp tục kêu gọi cải cách cảnh sát. Tang lễ của Nichols sẽ được tổ chức tại nhà thờ cơ đốc giáo đại lộ Mississippi bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Thời gian bắt đầu bị trì hoãn do thời tiết băng giá và sự chậm trễ trễ trong việc di chuyển. Một sư Al Shopton, Người sáng lập và chủ tịch của mạng lưới hành động quốc gia sẽ đọc điếu văn. Ben Crum, một luật sư dân quyền quốc gia đại diện cho gia đình Nichols, sẽ đưa ra lời kêu gọi hành động. Trong 3 tuần sau vụ tấn công, năm cảnh sát đã bị sa thải và bị buộc tội giết người. Đơn vị chuyên trách mang tên bò cạp của họ đã bị giải tán. Hai quan chức khác đã bị đình chỉ. Hai nhân viên y tế khẩn cấp của sở cứu hỏa Memphis và một trung úy cũng bị sa thải. Nichols, một người thích trượt ván, 29 tuổi, và một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, từng làm công việc đóng hộp tại FedEx, kết bạn trong những lần đến Starbucks vào buổi sáng, và luôn chào đón mẹ và cha dường của mình khi anh ấy trở về nhà với câu nói vui vẻ, Xin chào bố mẹ! Nichols lớn lên ở Sacramento, California và yêu thích San Francisco 49ers. Anh ấy đến Memphis ngay trước đại dịch coronavirus và bị mắc kẹt. bão băng lớn đang đóng băng thác sách và miền Nam Hoa Kỳ hôm nay. Khoảng 60 triệu người ở 22 bang, từ New Mexico đến Maine, đang trong tình trạng cảnh giác với thời tiết lạnh giá, băng giá và lũ lụt nguy hiểm. Dự báo có mưa đá từ thác xích đến Tennessee, trước khi dần chuyển thành mưa khi nhiệt độ ấm lên từ cuối thứ Tư đến thứ Năm. Hơn 250.000 khách hàng bị mất điện ở Texas vào sáng thứ tư khi một cơn bão băng lớn tấn công miền Nam. Dự báo thời tiết mới nhất cho thứ tư cho thấy những đợt mưa lạnh và mưa đá tiếp tục di chuyển qua vùng đồng bằng phía nam và thung lũng sông giữa Mississippi, từ phía tây Texas đến phía tây Tennessee. Một số khu vực đã tích tụ hơn nửa inch mưa đóng băng cũng như 1 đến 2 inch mưa tuyết. Nhiều con đường và đường cao tốc đã bị đóng cửa. Nhiều trường học phải đóng cửa và tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở miền Nam do cơn bão băng giá. Các thành phố Austin, Dallas và Midland của Texas cũng như thủ đô Little Rock ở Arkansas có thể sẽ có mưa lạnh vào tối thứ Tư lúc khoảng 7 giờ tối. Dự báo cho các khu vực này sẽ có thêm nửa inch băng tích tụ. Tuy nhiên, cái lạnh tàn khốc dự kiến sẽ không kéo dài. Dự báo thời tiết sẽ ấm hơn nhiều vào Chủ nhật và đầu tuần tới. Hơn 1.400 chuyến bay dự kiến vào thứ Tư trên toàn quốc đã bị hủy vào buổi sáng. Danh sách hủy bao gồm cả các sân bay lớn ở Dallas, cũng như các sân bay ở Austin và Nashville. FBI lục soát ngôi nhà bên bờ biển của Tổng thống Biden Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang khám xét ngôi nhà thứ hai của Tổng thống Joe Biden. Một ngôi nhà bên bờ biển ở Rehoboth, Delaware vào sáng nay thứ Tư, như một phần của cuộc điều tra về việc lưu trữ không đúng cách các tài liệu mật từ thời ông còn là phó tổng thống. Luật sư riêng của ông Biden, Bob Bauer, cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc tìm kiếm đã được lên kế hoạch và tiến hành với sự hỗ trợ và hợp tác toàn diện của tổng thống. Cuộc lục soát của các đặc vụ FBI dường như không thể hiện sự mở rộng cuộc điều tra về việc ông Biden lưu giữ các tài liệu mật các tài liệu trước đó đã được tìm thấy tại nhà riêng của ông ở wilmington delaware và một văn phòng mà ông đã sử dụng trong thời gian giữ chức vụ phó tổng thống dưới thời tổng thống barack obama và cuộc bầu cử tổng thống của ông vấn đề này đã khiến ông biden đau đầu về mặt chính trị người dự kiến sẽ công bố chiến dịch tái tranh cử trong vài tuần hoặc vài tháng tới nó đã tước đi vũ khí của ông và các đảng viên đảng Dân Chủ chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, người cũng đã tìm thấy các tài liệu mật tại nhà riêng của ông. Thành phố New York tìm cách dời người dân bất hợp pháp Thành phố New York hôm nay tiếp tục nỗ lực di chuyển người di cư từ bên ngoài khách sạn House Kitchen đến bến du thuyền Brooklyn ở Red Hood trong vài ngày qua, những di dân bất hợp pháp từng được đưa đến New York đã tiếp tục cắm trại bên ngoài trời băng giá, nhất định không chịu rời cư đến Brooklyn. Một số người di cư nói rằng họ thà ở trên vỉa hè trong giá lạnh hơn là một nơi trú ẩn ở Brooklyn. Một số ít đàn ông vẫn cắm trại trước khách sạn. New York đã từng phải trả 300 mỹ kim một ngày để thuê muốn khách sạn tạm thời cho những di dân này. Giờ đây thành phố phải tìm phương án khác tiết kiệm hơn bằng cách chọn một nơi cách xa trung tâm là tại thành phố brooklyn thế nhưng những di dân này không chịu rời khỏi khách sạn một số người di cư và các nhà hoạt động nói rằng điều kiện không thể ở được tại bến du thuyền brooklyn họ nói rằng trời lạnh và không có đủ phòng tắm khu vực bị cô lập và họ không thích khung cảnh tụ tập đông người thành phố đã bác bỏ những tuyên bố đó nói rằng có xe đi lại miễn phí nhiều phòng tắm và trời không lạnh trong khi đó, nhân viên khách sạn nói rằng những người di dân bất hợp pháp được ăn miễn phí, cắt tóc miễn phí và dịch vụ giặt là miễn phí tại khách sạn. Kẻ bắt cóc đang bị truy lùng ở tiểu bang Oregon đã từ từ chết. Một cuộc truy lùng kéo dài vài ngày qua ở Oregon đã kết thúc vào tối thứ ba sau khi nhà chức trách bắt giữ một nghi phạm mà họ cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng y đã chết trong bệnh viện Benjamin Foster, 36 tuổi, một tội phạm bị kết án đang bị truy nã trong vụ bắt cóc, tra tấn và cố gắng giết một phụ nữ gần đây, hiện đã chết sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ với cảnh sát. Foster ban đầu được tìm thấy vào chiều thứ ba trong một khoảng trống dưới gầm một ngôi nhà và từ chối đầu hàng các cảnh sát. Squad và một nhóm đàm phán khủng hoảng đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, Foster đã quay đầu súng tự tử trong tình trạng nguy kịch vào thời điểm bị bắt và sau đó được đưa đến bệnh viện. Y qua đời ngay sau đó. Vào năm 2019, trước khi chuyển đến Oregon, Foster đã giam giữ bạn gái trong căn nhà ở Las Vegas của cô ấy trong 2 tuần. Nạn nhân bị ngạt thở đến mức bất tỉnh, bị gãy xương sườn, hai mắt thâm đen và bị thương cho bị trói ở cổ tay và mắt cá chân. Ban đầu, y bị buộc tội 5 trọng tội bao gồm tấn công và hành hung, đồng thời phải đối mặt với hàng chục năm tù giam sau khi bị kết án, nhưng sau đó y chỉ được giam chỉ hơn 2 năm rồi được trả tự do. Vào tháng 9 năm 2021, một thẩm phán đã kết án Foster 2 năm rưỡi trong nhà tù ở Nevada. Nhưng sau 729 ngày ngồi tù, lẽ ra phải chịu thêm án tù dài hạn, y chỉ ở thêm chưa đầy 200 ngày rồi được trả tự do. Quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Lý Lô Sài Gòn TV. Sau phần quảng cáo sẽ là bản tin nổi bật với Vũ Quý Hạo Nhiên, Hoàng Trọng Thủy. Và phần tin tức tổng hợp của Đài Lý Lô Sài Gòn đã kết thúc. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một buổi chiều thứ tư thật hạnh phúc và an lành. Xin kính chào, tạm biệt.